vị và các bạn, kênh Đồ Sim xin chào. Thì hôm nay mình có một khách đưa đến một cái quạt mà mình tháo ra rồi, nhưng đi làm nhưng suy nghĩ lại phải quay cho các bạn xem. Mỗi quạt để lâu năm không sử dụng, nó dị này, nhìn thấy nó dị, nói chung là không còn cái gì nữa. Và cuộn điện thì mình hết chạy nổi, mình đo nó chết, mình đo cho các bạn xem. Chập kim lên này, không lên, chết rồi. Thì bây giờ mình đi vệ sinh rồi, ông nói nếu mà chết cuộn dây thì mình sẽ thay cuộn dây cho ông. Thì mình đi vệ sinh rồi, sau này sau khi mình vệ sinh xong thì mình sẽ quay cho mọi người. Bây giờ mình đã vệ sinh xong rồi nhá, mới như mới, mình vệ sinh nó sạch sẽ rồi. Giờ mình sẽ bỏ cái này xuống để cho chút nó mình tiếp tục lắp ráp nó vô. Thì cũng như các bạn biết đấy, trước kia cái quạt nó, cái này mình sẽ đo lại cho các bạn xem. Thì nó đã bị cháy rồi, nó đã bị cháy trên đây. Giờ mình sẽ chụp hai quay lại nhau thôi, có lên nha, không lên, không lên, và cũng không lên. Thế là cái cuộn dây này đó đã vứt, không còn sử dụng được nữa. Như ta mình biết thì đây là dây nhôm nhá, và mình sẽ thay cho nó bằng một cái lốc này các bạn ha. Nếu người nào sành quạt thì chắc là nhìn thấy sẽ biết được đó là lốc là gì, loại của hãng nào. Cái quạt này là do người ta làm vỡ hết bộ nhựa đi, nó cũng rất mới, mới kênh xà lan. Mình không vệ sinh cũng không tháo bỏ nó ra đâu nha, mình lấy nó về, mình mua ở bãi về cái là để nguyên vậy luôn. Bây giờ mình cũng sẽ lắp vô nguyên như vậy, không thay nó cho nó cái gì hết, kể cả cái ở trong này có cái cầu chì nữa mình cũng vẫn không thay, kể cả tụ 1.18 mình vẫn để nguyên. Thì bây giờ mình sẽ đo lại cho các bạn xem nó còn hay nó chết nữa. Chích mấy cái dây này ra. Ở đây quay xanh quay đỏ nhá. Vàng 514 ohm. Trắng 444 ohm. Và đỏ 549 ohm. Thế là có ngược sống. Thì tụ thì không cần đo nữa, kể cả cái nịch mới nó chưa có một cái gọi gì là bị hư cả. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp ráp cái đồng hồ của bên cạnh. Thì trước khi lắp ráp thì mình sẽ cho nó vô đi, mình sẽ thay cái càng này đi, càng này ghê quá. Cho cái càng này nhé, chết chặt quá rồi. Mình không biết cái cổ nó như thế nào nữa, nằm phía dưới này nó gãy thôi, mình thử rút nó lên thử nhá.
xuống thì nó có xuống mà lên thì nó không lên. Thôi thì dự kiến làm trong này nó cũng không gây hại gì, cứ cho nó vô đây. Cho một chút dầu mỡ nhớ vô lại. Mình sẽ dùng cái băng keo này quấn lại cái đầu dây để mà luồn xuống chứ không nó không xuống được. Dây này. Cái quạt này là quạt cây. Bây giờ xuống thì nó dài hơn, mình sẽ cắt bớt đi, mình cắt nhá. Mình sẽ cố gắng làm thật nhanh để cho các bạn đỡ tốn cái thời gian coi. Thì đây là dây chung này, còn 3 dây số. Mình sẽ luồn cho một miếng ghê vô nha. Rồi đây, để khi nối cái dây chung thì bảo vệ chậm chậm. Nói chung là về quạt thì nó cũng đơn giản, khi mà nhất đồ thì và chúng ta phân biệt này thì những người họ làm quen nhá thì phân biệt được cái màu dây là rồi. Bây giờ ta đo nhá, một đầu ta đo vào đây này. Trắng là 400 này, vàng 500 này, đó là 500 này. Vậy là trắng là số to nhất, vàng là số giữa và đỏ là số nhỏ nhất. Thì tùy theo mọi người nha. Một hai ba.
nhất này. Ôm lớn nhất là số. Vòng quay nó nhỏ nhất, ít nhất. Ôm lớn thứ hai. Số ôm lớn thứ hai. Số 2. Và số ôm lớn thứ 3 là số ôm nhỏ nhất thì là số mạnh nhất. Thì các bạn tùy các bạn đấu 1, 2, 3, 2, 3, 1 thì đó cũng được. Mình sẽ dùng một cái vút vút nó đặt. Chất lượng rất kém, mình kể cả cái dinh dưỡng luôn. Chị là nó nhất nhất giờ vô ăn phải cạo và như thế này thì mình đã thử được rồi đấy, là mình tập cái cắm điện thử cho các bạn xem đó. Quả chạy nó chạy này. Nhưng là chạy mình cho chút nước vào đây để cho nó cái độ ma sát tốt hơn. Ok, mình sẽ đắp cái độ.
phải nói chứ, kể cả cái cá này luôn. Rồi mình sẽ thử cho các bạn xem lại nhé. Giờ là nó đã chạy quay rồi đấy, ngọt ngào, không tì vết. Mình sẽ dừng và tiếp tục mình lắp ráp tiếp. Vì cái mặt cũ của nó là như thế này nha. À, quên, mặt cũ của nó như thế này. Là cái đầu của nó có cái trục trước này. Nhưng cái loại này dòng này thì nó không có, cho nên là từ cái này mình sẽ thay qua đầu cái này. À. Thêm hai con ốc nữa chứ còn bắt như thế này là nó sẽ rụng. Cái này không vừa. Nếu nó không vừa chúng ta phải đây à. Cũng không vừa đâu. Và đặc biệt là cái cánh này, cái cánh này là nó mang cánh thì nó có cánh. Nó đây mình sẽ thay vô thôi để bây giờ mình sẽ test luôn cho các bạn xem.
khi có cánh vô chạy cái rộng gió ngang. Thế là hoàn chỉnh cái quạt mình đã lắp cho khách là một cái quạt ok. Thì bây giờ video cũng có khá dài cho mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì nếu các bạn thấy hay thì đăng ký và dấu thích cho mình để mình có động lực để ra những video mới. Thì rất chân thành cảm ơn vì các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.